Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người Đưa Tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào mỗi buổi sáng hàng ngày trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kịp thời dập tắt đám cháy ở cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé tại Hà Nội. Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành chức năng cảnh báo nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả, nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng hơn nữa. Cận cảnh cây cầu dài nhất cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn trước ngày thông xe. Rực rỡ sắc màu trung thu sớm trên phố Hàng Mã với những món đồ trang trí đa dạng và bắt mắt. Ngư dân Quảng Trị phấn khởi khi được mùa khai thác cá nục. Trekking, loại hình du lịch mạo hiểm ngày càng thu hút du khách, nhất là với các bạn trẻ yêu thích du lịch. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Bắt đầu chương trình là thông tin về quả quạng. Thưa quý vị, tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng vừa là nơi để ở kết hợp với kinh doanh trên đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, nhưng bất ngờ xảy ra cháy. Theo thông tin ban đầu, thì vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều qua, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng phục vụ mẹ và bé trên đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức. Ngọn lửa phát ra từ tầng 5 của ngôi nhà 5 tầng. Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. May mắn là vụ cháy không gây thương vong gì người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra thống kê. Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vừa liên tiếp xảy ra hai vụ điện giật làm cho hai người tử vong. Nguyên nhân là do sự tự ý sử dụng điện trái phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, ông DVNL sinh năm 1974 và anh TDT sinh năm 1992 cùng ngụ tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo rủ nhau đi xì cá. Trong lúc xì cá, ông L không may bị điện giật tử vong. Vụ việc thứ hai xảy ra vào ngày 16 tháng 8, ông VVT sinh năm 1969 trú tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo cùng với ông BVC sinh năm 1972 ngụ tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sử dụng điện để diệt chuột ngoài ruộng lúa. Trong lúc kiểm tra dây điện thì ông T bị điện giật tử vong. Điều đáng nói là cả hai vụ việc trên đều sử dụng điện trái phép dẫn đến chết người. Người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, không sử dụng điện tùy tiện khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết hiện đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Riêng tại thành phố Hà Nội thì tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 4 tuần gần đây. Mỗi tuần ghi nhận từ 500 cho đến 600 ca mắc mới. Ngành chức năng cảnh báo là cùng với sự vào cuộc của địa phương thì người dân cần phải chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Từ đầu tháng 8 này, số ca mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương tăng hơn 60 ca, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các ca bệnh chủ yếu là trẻ từ 5 tuổi trở lên. Nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết đều có các dấu hiệu cảnh báo như nổi ban dưới da, chảy máu chân răng, sốt cao liên tiếp, thậm chí có trẻ bạch cầu tăng lên rất cao. Các cái triệu chứng trên lâm sàng chúng tôi cũng phải hướng dẫn người nhà theo dõi, đặc biệt như là trẻ có cái biểu hiện như là đau bụng hoặc là nôn nhiều hoặc buồn nôn, tiểu ít. Còn tiếp tục giờ đến cuối năm thì với cái diễn biến thất thường của thời tiết và cái lượng mưa nhiều thì khả năng sốt huyết cũng có thể tăng cao hơn. Đấy là những cái dấu hiệu mà để chúng ta phải có cái biện pháp. Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của muỗi. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống quyết liệt và hiệu quả, nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng hơn nữa. Tại khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng tỉnh đoàn Bình Thuận và Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ khởi động chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh. Mục tiêu của chương trình là trồng 1 triệu cây xanh ở các vùng rừng đầu nguồn của Việt Nam, góp phần thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Cùng với đó là thực hiện mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trong giai đoạn 2021-2025.
Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã phủ xanh hơn 103 hectare rừng đầu nguồn, tương đương với 131.000 cây xanh tại các khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đắk Lắk. Đây đều là các tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như khô hạn, mưa bão, lũ lụt. Năm nay, ban tổ chức lựa chọn và tập trung thực hiện trồng 60.000 cây xanh rừng phòng hộ đầu nguồn tại Bình Thuận, Bình Định và 6.000 cây xanh đô thị tại Long An. Trung ương đoàn đã chỉ đạo các tỉnh đoàn ký kết biên bản hợp tác với các đơn vị liên quan, phối hợp triển khai chương trình nhằm tổ chức hiệu quả công tác trồng và chăm sóc cây xanh được trồng mới nhằm đảm bảo cây sinh trưởng tốt, được bảo vệ và duy trì lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, đây là hình ảnh nhìn từ trên cao của cây cầu vượt Hồ Yên Mỹ thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang được nhà thầu gấp rút thi công để kịp thông xe tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và từ Nghi Sơn đến Diễn Châu trước ngày 2 tháng 9 tới. Đây là cây cầu dài nhất tuyến cao tốc. Cây cầu qua Hồ Yên Mỹ có chiều dài gần 1 km, nằm trong dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn giao với quốc lộ 45 đến Nghi Sơn, có tổng chiều dài gần 43,3 km, qua huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên tuyến chính của dự án thành phần cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn có 18 cây cầu, trong đó cầu vượt Hồ Yên Mỹ có giá trị xây lắp là 240 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu vượt Hồ Yên Mỹ có 24 trụ, 2 mốn và 25 nhịp, mỗi nhịp dài 40 mét. Hiện thì trên mặt cầu bắt đầu được trải nhựa. Dự án xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 45 Nghi Sơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào tháng 9 tới. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày này thì phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã được khoác áo mới, rực rỡ và sinh động với các sắc màu của đèn lồng, đầu lân và các món đồ chơi Trung Thu truyền thống. Nơi đây cũng trở thành điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều bạn trẻ. Phố Hàng Mã từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm thủ công truyền thống. Những cửa hàng bày bán đồ chơi Trung Thu tạo nên vẻ đẹp rực rỡ sắc màu riêng biệt. Năm nay, đồ chơi và đồ trang trí Trung Thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ và bắt mắt. Các món đồ chơi Trung Thu truyền thống như đèn lồng, mặt nạ bồi, đầu lân rực rỡ sắc màu vẫn luôn thu hút người đi đường. Các tiểu thương cho biết năm nay các mặt hàng giá ổn định như năm ngoái. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Ngư dân Quảng Trị phấn khởi khi được mùa khai thác cá nục. Chém người do mâu thuẫn tiền bạc, 6 đối tượng ở Vĩnh Long lãnh án tù. Trekking, loại hình du lịch mạo hiểm ngày càng thu hút du khách tham gia, nhất là các bạn trẻ yêu thích du lịch. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin phấn khởi về hoạt động đánh bắt hải sản mà chương trình vừa nhận được, thưa quý vị. Đó là những ngày qua, ngư dân Quảng Trị đã đánh bắt được lượng lớn cá nục khi khai thác ở vùng biển cách bờ từ 15 cho đến 20 hải lý. Loại cá này hiện đang được giá nên ngư dân có thu nhập khá. Vào vụ khai thác từ 6 cho đến 9 giờ sáng hàng ngày, ngư dân lại đưa tàu về cặp cảng. Tàu khai thác nhiều thì được đến 3 tấn cá, ít thì cũng trên 1 tấn. Cá vừa được khai thác trong đêm nên rất tươi và giá bán cũng cao hơn từ 2.000 cho đến 3.000 đồng một ký so với trước. Hiện giá cá bình quân là 16.000 đồng một ký. Theo ngư dân, cao điểm vụ khai thác cá nục thường diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 hàng năm. Tuy nhiên năm nay cá nục xuất hiện muộn hơn. Ngoài cá nục, ngư dân còn đánh bắt được nhiều loài cá hố, bán được từ 50 cho đến 60.000 đồng một ký. Cá nục được mùa, thời tiết lại có nắng dài ngày nên thuận lợi cho bà con làm nghề hấp cá phơi khô, tạo thêm việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Để có 1 ký cá nục khô thành phẩm, cần khoảng 2,5 ký cá nục tươi, giá 1 ký cá nục khô khoảng 55.000 đồng và được thị trường ưa chuộng. Đem nước biển lên núi, làm chung cư mini để nuôi cua. Mô hình độc đáo này đã mang lại cho anh Lương Anh Thiện, 29 tuổi, trú tại thị trấn Thường Xuân, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nguồn thu nhập cao mỗi tháng. Anh Thiện cho biết, năm 2021, anh tình cờ xem trên mạng xã hội thấy mô hình nuôi cua trong hộp nhựa đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên đã quyết định thử nghiệm. Sau quá trình học tập kinh nghiệm, anh tận dụng mảnh đất rộng khoảng 150 m2 trước nhà để đầu tư xây dựng mô hình với gần 1.000 hộp nhựa. Việc nuôi cua biển ở địa bàn huyện miền núi rất khó khăn. Để có thể nuôi cua, anh Thiện phải đến thành phố Sầm Sơn, cách nhà khoảng 80 km để lấy nước biển.
Lứa đầu tiên anh nuôi thử nghiệm 100 con cua và đạt lợi nhuận khả quan. Từ thành công đó, anh Thiện tiếp tục đầu tư và đến nay cơ sở của anh đang nuôi trung bình hơn 1.000 con một vụ, gồm cua thịt và cua lột. Anh Thiện chia sẻ, nuôi cua trong hộp nhựa không vất vả nhưng phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật khi xử lý nguồn nước. Mỗi con cua biển sẽ được nuôi trong một hộp nhựa riêng biệt, thức ăn cho cua chủ yếu là ốc bươu vàng và cá tạp. Cua thịt được nuôi 30-40 ngày thì có thể xuất bán, còn cua lột thì khoảng 20 ngày. Hàng tháng anh Thiện xuất bán ra thị trường hơn 300 kg cua thịt với giá là 350.000 cho đến 450.000 đồng một ký và 30 kg cua lột với giá là trên 800.000 đồng một ký. Sau khi trừ hết đi chi phí thì anh thu nhập từ 30 cho đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Với nhu cầu hiện nay, cơ sở nuôi cua của anh Thiện có thời điểm không đủ hàng để mà bán ra thị trường. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa tuyên án hình sự sơ thẩm đối với 6 bị cáo, gồm Phạm Dũng Mãnh, sinh năm 2001, Trần Quốc Trọng, sinh năm 2006, Trần Quang Thuấn, Lê Hữu Thiện, Tôn Minh Luân, đều sinh năm 2005, và Nguyễn Quốc Bảo Anh, sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ việc mượn tiền giữa Mãnh và Hồ Quang Luân, nên vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 10 tháng 8 năm 2022, Mãnh đã gọi nhóm bạn gồm Trọng, Thuấn, Bảo Anh, Thiện và Minh Luân mang dao đến quán ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình chém Hoàng Luân. Khi nhóm của Mãnh đến quán thì gặp Hoàng Luân đang ngồi với bạn là Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Quang Danh nên liền xông vào chém. Hậu quả Hoàng Luân bị thương tích 38%, Hoàng bị thương tích 29% và Danh bị thương tích 5%. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Dũng Mãnh 15 năm tù, các bị cáo Nguyễn Quốc Bảo Anh, Trần Quốc Trọng, Trần Quang Thuấn, Lê Hữu Thiện và Tôn Minh Luân từ 7 đến 14 năm tù cùng về tội giết người. Tại tỉnh Phú Yên, công an huyện Sơn Hòa vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng tàn trữ vận chuyển súng đạn trên địa bàn. Trước đó, phát hiện một nhóm đối tượng đang di chuyển từ khu vực rừng 4 tiếng về trung tâm xã Phước Tân có biểu hiện nghi vấn. Công an huyện Sơn Hòa đã phối hợp tổ chức lực lượng bí mật theo dõi kiểm tra. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng công an đã yêu cầu kiểm tra và phát hiện đối tượng Ca Bá Lơi, sinh năm 1969, trú tại tỉnh Gia Lai, đang tàng trữ một khẩu súng AR-15 cùng 6 viên đạn. Rô Âu Dương, sinh năm 1991, Rô Âu Đương, sinh năm 1993, cùng trú tại tỉnh Gia Lai, và Ca Bá Gen, sinh năm 1994, là người địa phương. Mỗi đối tượng tàng trữ một khẩu súng hơi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ca Bá Lơi về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tạm giữ số súng đạn trái phép, đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này. Liên quan đến tội phạm ma túy, mới đây tại khu vực xã Hu Trai, huyện Mường La, lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Hai đối tượng bị bắt là Tráng A Tòng và Tráng A Dơ, cùng sinh năm 2004, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin và một số vật chứng khác có liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên đã khai nhận được Tráng A Sư, sinh năm 2003, trú cùng địa phương, thuê vận chuyển số ma túy trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt đối tượng Sư để điều tra xử lý theo quy định. Với tội mua bán trái phép chất ma túy, hai đối tượng là Nguyễn Trung Dũng và Trương Thị Kim Hằng cùng trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử. Dũng bị tuyên phạt mức án tù chung thân, còn Hằng thì lãnh 20 năm tù. Theo cáo trạng, vào tối ngày 4 tháng 6 năm 2022, tại khu vực chân cầu Tuyên Sơn ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu kiểm tra hành chính đối với NBG làm nghề shipper và phát hiện hai gói ni lông chứa các viên nén tinh thể nghi là ma túy được giấu trong các gói bánh mì ăn liền. Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm mà Dê nhận đơn hàng tại một căn hộ trên đường Trung Lương 11 ở quận Cẩm Lệ là nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng gần 600 gram ma túy các loại. Cơ quan chức năng xác định Dũng và Hằng cùng nhau mua bán trái phép chất ma túy. Khi mua ma túy về thì hai đối tượng phân chia ra để bán lại kiếm lời. Khi có người liên hệ, hai đối tượng giấu ma túy vào các gói bánh mì ăn liền rồi giao hàng thông qua ứng dụng giao hàng công nghệ. Khi Dê đang vận chuyển hàng của Dũng và Hằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Dê là nhân viên giao hàng, không biết nên trong gói hàng có chứa ma túy nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.
thỏa mãn đam mê ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên, có cơ hội trải nghiệm văn hóa, lối sống và ẩm thực vùng đất mới. Và đó chính là những yếu tố khiến cho trekking, loại hình du lịch mạo hiểm ngày càng thu hút du khách, và nhất là đối với bạn trẻ yêu du lịch. Như là tại Lào Cai thì những ngọn núi cao hay những cung trekking hấp dẫn ngày càng được biết đến nhiều hơn, giúp cho nhiều du khách trong và ngoài nước thỏa mãn niềm đam mê khám phá. Biết đến trekking 2 năm nay, chị Đinh Hoàng Phương Nam đến từ Phú Thọ lần lượt chinh phục nhiều đỉnh núi cao của Lào Cai và Tây Bắc như Lão Thẩn, Kỳ Quang Sang, nhiều cầu san. Mỗi ngọn núi gắn với một hành trình không thể nào quên khiến chị Phương Nam cảm giác được chiến thắng vượt qua chính mình. Em không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả cái sự hạnh phúc lúc đấy. Vừa là ôi may quá đến nơi rồi, vừa là ồ mình đã vượt qua thứ nhất là con đường, thứ hai là chính bản thân mình. Là loại hình du lịch mạo hiểm, nhưng chuyến đi dài hay ngắn, độ mạo hiểm như thế nào đều do những người tham gia tự quyết định. Cũng bởi tính chất tự do và độ đa dạng của những địa điểm đi trekking đã tạo sức hút lớn đối với người tham gia. Đôi khi là không phải mình phải leo quá cao hay là đi đến những cái điểm check-in nó thật là độc đáo, những cái cung đường qua những bản làng, những cái đồng lúa. Và được nhìn ngắm cái cuộc sống của người dân ở nơi đây thì nó đã khá là độc đáo và đặc biệt rồi. Thể chất tốt là yếu tố quan trọng khi quyết định tham gia trekking. Bên cạnh đó, thông tin về địa điểm như độ cao, khí hậu, nhiệt độ, những vật dụng cần thiết cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi hành trình. Bên em vẫn còn trang bị thêm cho khách hàng mũ, kính chống tiêu UV, các vật dụng như là pháo sáng, pháo cứu hộ. Còi hay là la bàn, đấy là những vật dụng, hay là chăn cứu sinh, đấy là những vật dụng rất là quan trọng khi mà mình đi trekking, bởi vì nó là một bộ môn du lịch mạo hiểm đi vào rừng vào núi. Trong trường hợp mà bình thường ấy, nó không có tác dụng gì cả, nhưng chỉ khi mà nó xảy ra những cái ngoài mong muốn thì nó lại có tác dụng như là một chiếc phao cứu sinh. Trong 8 điểm đến lý tưởng ở Việt Nam cho những chuyến trekking được tạp chí du lịch Lonely Planet giới thiệu thì có 3 điểm đến của Lào Cai. Riêng tại huyện Bát Sát có tới 7 tuyến trekking được hình thành với mục đích đưa địa phương này trở thành thiên đường của các chương trình du lịch đi bộ, dã ngoại, thể thao mạo hiểm, và du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến nơi đây. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8, hôm nay nhiều báo có bài viết về những cống hiến của lực lượng này đối với đất nước. Trong đó nổi bật trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ là bài viết với nhan đề Lao vào cứu người trong bão lửa tuyết giá. Vâng, và bài báo này thì viết về Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trung tá Nguyễn Chí Thành có thành tích cứu người trong hơn 22 năm, sẵn sàng xông pha giữa bão lửa tuyết giá. Và trong đợt phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 6 năm 2023 thì anh đã vinh dự nhận được danh hiệu này. Thưa quý vị, trang kinh tế của tờ Tuổi Trẻ hôm nay có bài viết Điện áp mái mòn mỏi chờ cơ chế. Tác giả cho biết doanh nghiệp dùng năng lượng xanh có chứng chỉ xanh là một trong những lợi thế cạnh tranh, thậm chí là yêu cầu sống còn khi cạnh tranh đơn hàng. Thế nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn không thể lắp điện mặt trời do thiếu cơ chế. Dự thảo cơ chế khuyến khích điện mặt trời tự sản tự tiêu cũng chỉ cho áp dụng đối với hộ dân, cơ quan công sở mà không đề cập đến mái nhà xưởng, khu công nghiệp. Nhiều khu vực đô thị ở miền Tây Nam Bộ chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nhưng mức thu phí môi trường như nhau. Nhiều nơi có thêm phí xử lý nước thải. Báo Tuổi Trẻ phản ánh thực trạng này qua bài báo Nước thải ra sông vẫn phải đóng phí, đăng trên trang chính của báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, tờ báo này số phát hành sáng nay còn có nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Như là thời gian gần đây, một số món ăn thường ngày có trong bàn cơm của từng gia đình ở miền Trung đã lên đường xuất ngoại, đang tạo cảm hứng cho nhiều làng nghề, cơ sở ở Quảng Nam đặt quyết tâm thay đổi để đưa món quê ra thế giới. Mới đây nhất đó chính là món cá nục kho rim bà Ba Hội, chính thức xuất khẩu lô hàng đầu tiên đi Mỹ. Theo đại diện Sài Gòn Co-op, nguồn cung và giá các mặt hàng gạo tại hệ thống vẫn đang ổn định. Thời gian tới, dù thị trường có biến động, Sài Gòn Co-op và các nhà cung cấp vẫn giữ và giảm giá gạo. Chúng ta cùng chuyển sang báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo này cho biết sẽ có thêm 2 tuyến cao tốc thông xe vào dịp lễ 2 tháng 9. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục tuyến đường chính và thông xe kỹ thuật cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu vào dịp lễ 2 tháng 9. Đây chính là hai dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Viết về vấn đề đồng đô la Mỹ biến động sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp Việt, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đối với biến động tăng giảm đột ngột về tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng trong những ngày qua là có bất lợi nhưng chưa đáng ngại. Vậy thì những bất lợi đó là gì? Mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 11 của tờ báo này. Thiếu giáo viên nhưng không có nguồn tuyển, dù đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Tự chủ đại học gặp thách thức là những vấn đề được các địa phương đề cập tại hội nghị tổng kết năm học chiều ngày hôm qua. Riêng thực trạng thiếu giáo viên, Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là dù đã tuyển được mới hơn 17.000 người, cả nước vẫn thiếu 118.000 giáo viên, chủ yếu là ở bậc mầm non. Số giáo viên thiếu tăng thêm hơn 11.000 người so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do số lượng học sinh mầm non tăng, tỷ lệ học 2 buổi một ngày của học sinh tiểu học cũng tăng, trong khi cả nước có 19.300 giáo viên công lập nghỉ hưu, nghỉ việc. Tờ báo này sáng nay còn đăng nhiều thông tin đáng quan tâm, như Bình Định tung nhiều tour du lịch mới, giảm giá nhiều dịch vụ. Theo đó, các cơ sở lưu trú giảm giá phòng ít nhất là 50% đối với khách sạn, 30% đối với resort và 10% dịch vụ ăn uống. Các dịch vụ khác giảm từ 5 đến 50% giá so với giá niêm yết. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát quy hoạch, tính toán nhiều phương án làm cầu Thủ Thiêm 4 như là cầu quay hoặc là làm đường hầm. Trước đó thì cầu này được quy hoạch bắc qua sông Sài Gòn, nối liền quận 1, quận 4, quận 7 và thành phố Thủ Đức. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.